Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, cây trinh nữ hoàng cung là một trong các loại dược liệu quý có công dụng phòng chống và điều trị những bệnh lý nguy hiểm. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể nhận biết và áp dụng những bài thuốc này vào chữa bệnh một cách hợp lý. Sức Khỏe Tự Nhiên sẽ giúp bạn hiểu thêm về loại thảo dược này. Video này sẽ cung cấp các thông tin cơ bản nhất về loài cây này. Cây trinh nữ hoàng cung, tỏi lơi, lá rộng. Chúng phân bố tại các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, vân vân. Hiện nay, chúng còn được trồng ở các tỉnh phía Bắc. Đặc điểm của trinh nữ hoàng cung: thân cũ, đường kính cũ từ 10 đến 20cm, nhìn khá giống với củ hành tây. Lá bản rộng, dài tầm khoảng 60 đến 90cm. Có các gân xếp lá song song, lõm thành rãnh, rất rõ ở mặt dưới. Phần đầu lá gần mặt đất có màu tím. Hoa cây trinh nữ hoàng cung mọc thành cụm, mỗi cụm từ 6 đến 20 hoa. Hoa màu trắng, trổ hoa vào tầm tháng 3 đến tháng 4. Nhân giống cây bằng củ, chỉ cần tách các củ cây trinh nữ hoàng cung và dăm vào đất. Phần thu hoạch là lá cây, thường xanh quanh năm. Cây trinh nữ hoàng cung có gì khác với cây lan huệ, nắng trắng? Ba loại thực vật gồm có lan hệ, nắng trắng, trinh nữ hoàng cung thường gây hiểu nhầm với nhau bởi chúng có rất nhiều nét tương đồng về hình thái. Tuy nhiên, dược tính và công dụng của mỗi cây này là khác nhau. Để có thể phân biệt được các giống cây này, chúng ta có thể lựa vào các điểm như: cây trinh nữ hoàng cung. Lá cây này có bản mỏng, màu nhạt. Khi phơi khô, loại cây này sẽ mang một mùi hương đặc trưng, hoa chuyển sang màu hồng nhạt, củ hoa có hình cầu. Cây nắng trắng. Cũng thân cũ, nhưng phần cũ sẽ thun dài, màu đỏ nhạt. Lá nắng bản to và dày hơn. Màu lá cũng sẫm hơn, hoa nắng có màu trắng. Cây lan huệ. Cây lan huệ lá dài và mỏng hơn so với hai loại cây trên. Khi lá khô sẽ không có hương thơm. Hoa lan huệ có hai màu gồm trắng và đỏ đậm. Phần củ có hình cầu nhưng nhỏ hơn so với trinh nữ hoàng cung. Khi sử dụng trinh nữ hoàng cung làm thuốc, điều quan trọng đầu tiên là chúng ta cần làm được đó là phân biệt được trinh nữ hoàng cung với hai loại cây trên. Việc nhầm lẫn các vị thuốc sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình điều trị bệnh. Nguy hiểm hơn nữa, có thể gây ra phản ứng phụ hay kết quả trị liệu không mong muốn. Cây trinh nữ hoàng cung có công dụng gì đối với sức khỏe? Được người xưa biết đến như một vị thuốc quý, điều trị hữu hiệu các chứng bệnh u xơ, u nang, viêm loét, v.v. Vậy, trong cây thuốc này có chứa những thành phần gì? Công dụng cụ thể ra sao? Thành phần dược phẩm có trong cây trinh nữ hoàng cung: tỏi lơi, lá rộng. Có thành phần chính là alkaloid, chia làm hai nhóm rõ rệt là dị vòng và không dị vòng. Trong thân và rễ của cây có hai chất glucan A và glucan B. Ngoài ra, theo nghiên cứu trong loại thảo dược này còn có tới 11 loại axit amin, 11 loại alkaloid cùng nhiều axit hữu cơ và hoạt chất khác. Các công dụng của trinh nữ hoàng cung. Cây trinh nữ hoàng cung, loại thảo dược có vị đắng, lá của nó có thể gây xung huyết dưới da. Trong loại thảo dược này có chứa rất nhiều hoạt tính hóa học. Những hoạt tính này có công dụng ức chế sự phát triển và làm tê liệt sự hoạt động của các hại khuẩn, virus. Hơn nữa, dược tính của loài lá thuốc này
có khả năng ức chế sự phân chia tế bào, làm chậm sự phát triển của những tế bào khối u trong cơ thể. Vậy nên, trong y học, người ta đã và đang nghiên cứu áp dụng loại thảo dược này trong việc điều trị ung thư. Qua nghiên cứu lâm sàng, dược tính của trinh nữ hoàng cung có tác dụng điều trị ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. Các bài thuốc chữa bệnh từ cây trinh nữ hoàng cung. Từ xa xưa, loại cây này được xem là một loại dược liệu quý hiếm và chỉ được áp dụng để chữa trị cho những bậc quý nhân trong hoàng cung. Đến nay, không chỉ trong đông y mà trong y học hiện đại cũng đã và đang nghiên cứu để thử nghiệm loại thuốc này. Trinh nữ hoàng cung thường được áp dụng để điều trị các bệnh như giảm đau khớp. Lá trinh nữ hoàng cung được đem về làm sạch để khô, cắt thành từng khúc, sau đó đem lên bếp xào cho thật nóng. Sử dụng lá thuốc được xào dập lên các vết bầm, lắp lại vài hôm, vết bầm sẽ được đánh tan. Điều trị chấn thương. Các dược liệu cần được chuẩn bị gồm huyết giác, củ trinh nữ, lá cối xay, quất lão, dây đau xương. Tất cả được làm sạch và cho vào một nồi. Nếu được nồi đất là tốt nhất, sắc thành nước đặc, dùng bài thuốc này trong một tháng để điều trị chứng bệnh sau. Tan máu bầm. Chỉ lấy phần củ hành của cây thuốc, đem làm sạch, sau đó đem nướng trên lửa, cho thật nóng, sau đó đắp lên cùng có vết thương. Sau đó đắp lên vùng có vết thương bầm tím, áp dụng 2 đến 3 lần trên ngày để máu bầm tan ra. Điều trị viêm loét dạ dày, loét hành tá tràng. Sử dụng lá cây trinh nữ hoàng cung cho bài thuốc này. Lá tươi tầm 3 lá, đem làm sạch để ráo nước, sắc thành từng khúc từ 3 đến 5 cm, cho vào nồi và thêm vào 2 bát nước. Đun sôi, cô lại khoảng còn nửa bát thuốc. Chia số nước thuốc đó làm 3 phần để uống trong ngày, uống sau ăn. Điều trị ung thư vú. Lá thuốc được phơi khô, lấy 200g đem sắc cùng với 2 bát nước. Sắc cho đến khi nước thuốc trong nồi còn lại 1/2 bát thuốc. Sử dụng sau khi ăn và liên tục trong vòng 20 ngày. Hết 20 ngày, dừng uống thuốc khoảng 10 ngày, sau đó bắt đầu lại một liệu trình mới. Điều trị ho, viêm phế quản. Bài thuốc 1. Ô phiến, lá khô trinh nữ hoàng cung, tan bạch bì và cam thảo dây. Tất cả các vị thuốc đem trộn lẫn vào nhau và đem sắc lên với 600ml nước trắng. Đun sôi, chỉ còn 200ml thì dừng đun và đem số thuốc đó chia thành 3 phần, uống sau ăn. Bài thuốc 2. Dùng lá táo chua, lá trinh nữ, lá bồng bồng, hương tử. Tất cả cho vào nồi để sắc uống. Sắc cho đến khi còn lại 1/2 lượng thuốc trong nồi thì dừng lại. Đem chia thành 3 phần và uống sau ăn. Chữa viêm họng hạc. Một lá cây trinh nữ chia làm 3, lấy 1 phần. Đem 1 phần lá trinh nữ tươi cùng 3g rễ dằn, xay ngâm qua nước muối loãng. Rửa thật sạch để ráo. Khi dùng, lấy các vị thuốc trên, thêm vào vài hạt muối sạch, nhai kỹ, sao cho nước thuốc thấm vào cổ họng, phần bã thuốc sẽ đem bỏ đi. Ngày dùng 2 lần, trong vài ngày, cho đến khi bệnh tình thuyên giảm. Bệnh lý về phụ khoa như chảy máu âm đạo, u xơ, rong kinh. Bài thuốc 1. Hương tư tử, rễ cỏ xước, hoàng cầm, hạ thảo khô, lá trinh nữ khô. Tất cả các vị thuốc này đem sắc khô cạn, còn một nửa lượng nước ban đầu. Đem nước thuốc phân làm 3 phần và đem sử dụng sau bữa ăn. Thang thuốc này chỉ dùng trong ngày, không để qua đêm. Bài thuốc 2. Các loại thảo dược gồm có lá sen, ngải cứu tươi, trinh nữ hoàng cung, dừa dại, ít mẫu, hương tử tư. Tất cả đem sắc sau khi cô đạt được lượng nước thuốc cần dùng, đem chia ra 3 phần và uống trong ngày, chú ý uống sau ăn. Bài thuốc 3. Trinh nữ hoàng cung, sao đen,
hương tử tư, đem thang thuốc đi sắc và uống trong vòng 1 ngày, ngày 2 đến 3 lần sau ăn. Trị mụn nhọt. Trị mụn nhọt có thể sử dụng phần lá hoặc phần củ của cây thuốc trinh nữ, đem nguyên liệu giã nát, sau đó đắp trực tiếp lên vùng da bị mụn nhọt. Sau một thời gian sử dụng, thường xuyên mụn sẽ giảm hẳn, trả lại làn da mềm mại, sạch mụn. Điều trị các loại ung thư như cổ tử cung, đại tràng, ung thư vú. Các dược liệu gồm có lá đu đủ khô, nga trọt, lá trinh nữ khô, xuyên truyền thất, cho tất cả vào để sắc với 3 bát nước và cô đặt lại lấy 1 bát. Thuốc sẽ chia làm 3 lần uống, tất cả đều uống sau ăn. U sơ tiền liệt tuyến. Bài thuốc 1. Dùng 6 gam hương tử tư, 20 gam lá trinh nữ, 12 gam sa tiền tử, đem tất cả sắc cùng 2 bát nước, sắc còn lại 1 bát nước, dừng lại, tắt lửa và chia nhỏ thành các phần uống trong ngày. Một than thuốc này chỉ sử dụng được trong ngày. U sơ tiền liệt tuyến. Bài thuốc 1. Dùng 6 gam hương tử tư, 20 gam lá trinh nữ, 12 gam sa tiền tử, đem tất cả sắc cùng 2 bát nước, sắc còn lại 1 bát nước, dừng lại, tắt lửa và chia nhỏ thành các phần uống trong ngày. Một than thuốc này chỉ sử dụng được trong ngày. Bài thuốc 2. Lá trinh nữ phơi khô, lấy 20 gam rửa sạch, cho vào nồi đun sôi. Sau cho trong nồi còn lại một số nửa phần nước thuốc ban đầu thì ngưng và chia thành 3 phần uống trong ngày. Bài thuốc 3. Lá huyết giác, lá cây trinh nữ hoàng cung, ba kích, rễ ngưu tắc nam, hương tử tư. Tất cả đem nấu lên thành nước uống, chia 3 phần uống trên ngày, không để nước uống qua đêm. Một vài lưu ý khi sử dụng cây trinh nữ hoàng cung làm thuốc trị bệnh. Cây trinh nữ hoàng cung, một trong những dược liệu quý có tác dụng trong phòng chống và điều trị các bệnh u xơ, u nang, v.v. hiệu quả. Tuy nhiên, trinh nữ hoàng cung là một cây thuốc, vậy nên khi sử dụng cần phải lưu ý một số vấn đề dưới đây để không gây nguy hiểm. Không ăn rau muống khi đang áp dụng các bài thuốc trinh nữ hoàng cung trong điều trị. Không tùy ý sử dụng trinh nữ hoàng cung với các bài thuốc chữa bệnh mà không có sự chỉ định của các y bác sĩ. Dùng bài thuốc cần tuân theo liều lượng và chỉ định của các y bác sĩ để tránh gây nguy hiểm và thay đổi dược tính. Phân biệt rõ ràng trinh nữ hoàng cung với nán trắng cùng lan huệ. Bởi chúng có kiểu hình tương tự nhau sẽ tạo ra sự nhầm lẫn, ảnh hưởng đến kết quả điều trị. Không sử dụng trinh nữ hoàng cung cho phụ nữ đang trong thai kỳ, những bệnh nhân mắc phải các chứng bệnh suy gan, suy thận. Không nên sử dụng bài thuốc có trinh nữ hoàng cung với các loại thuốc khác, tránh tình trạng tương tác thuốc. Nếu bắt buộc phải sử dụng, cần phải tuân theo hướng dẫn của các bác sĩ chuyên khoa. Video này là tất cả những kiến thức cơ bản nhất về cây trinh nữ hoàng cung. Để an toàn cho bản thân, trước khi sử dụng bài thuốc dân gian nào, bạn cũng nên tìm hiểu và nắm vững thông tin về nó. Hãy xin lời khuyên từ các chuyên gia để tìm được phương pháp điều trị tốt nhất. Hy vọng với những thông tin chúng tôi đưa trong video này sẽ giúp các bạn có thêm sự hiểu biết về loại dược liệu quý này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.